Phật thuyết Bồ Tát tu hành kinh. Hán dịch cho Pháp Hộ. Phiên âm và lực dịch Nguyên Tánh và Nguyên Hiển. Việc dịch Thích Nữ Huyền Chi, tháng 1, 2007. Biên tập Thích Phước Nghiêm. Kinh Phật thuyết Bồ Tát tu hành cũng gọi là kinh trưởng giả uy thế hỏi về quán thân hành. Sa môn Bạch Pháp Tổ, người xứ Hà Nội, Trung Quốc, dịch vào đời Tây Tấn. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật du hóa ở nước Xá Vệ, tỉnh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại tỳ kheo 1.250 vị và 5.000 Bồ Tát, đều là những bậc Bồ Tát tôn trưởng, thần thông thấu suốt, quyền tuệ biến hóa, dạo khắp 3.000 thế giới, làm đại lạc khắp tất cả, không đâu không được nhờ ơn cứu giúp. Lúc đó trong đại thành nước Xá Vệ, có vị trưởng giả giàu sang tên là Tỷ La Đạt, đời tấn gọi là Uy Thế, cùng với 500 đại trưởng giả đều nhất trí từ trong đại thành Xá Vệ qua đến tịnh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, đến trước Phật cúi đầu nhập quanh Phật ba vòng thăm hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Lúc đó Thế Tôn dùng sự thông suốt vô hạn hỏi trưởng giả Uy Thế và các nhà trưởng giả khác, do duyên gì mà phát khởi chí nguyện đến chỗ Như Lai? Lúc đó trưởng giả Uy Thế cùng các trưởng giả khác đều bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, lúc tu tập tĩnh tọa, chúng con nghĩ rằng Phật xuất hiện ở đời rất khó gặp, thân người khó gặp cũng như vậy, được thoát ly ở đời cũng rất là khó. Chúng con trộm nghĩ nên dùng thừa nào để nhiếp để đến niết bàn, đến nơi hoàng? Nên dùng cổ xe thanh văn duyên giác để đến nơi hoàng chăng? Nên dùng đại thừa trí tuệ đồng cấp để đến giải thoát nơi hoàng chăng? Lúc đó tâm chúng con liền dấy lên lời rằng: Chí nguyện vô thượng thừa là đến nơi hoàng. Dùng tăng thanh văn và chân giác không thể giải thoát được. Bà Thế Tôn, chế nguyện của chúng con là phát tâm vô thượng độc tôn chánh ý, nên tu pháp nào để sau này phụng sự Như Lai? Vì sao Thế Tôn và các vị Bồ Tát đại sĩ bản tánh thường muốn ứng với vô thượng bình đẳng chánh chân tối giác? Và nên học pháp nào để thực hành cho thích hợp? Nguyện mong Như Lai rủ lòng từ bi, đem trí tuệ rộng lớn thương xót giải bày mối nghi. Lúc đó Thế Tôn bảo Uy Thế rằng: Hay thay, hay thay, các đại trưởng giả có thể cải đổi thế tục, sẽ bảo vinh hoa vui thú ở đời, phát tâm vô thượng đạo chánh chân và đến chỗ Như Lai. Lần nữa, Uy Thế cùng các trưởng giả cần phải lắng nghe và khéo suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giải nói về đức hạnh của Bồ Tát đại sĩ cho đến chỗ làm thích ứng cùng giác pháp của các loài của các ngài để được vô thượng đẳng tu chánh giác. Trưởng giả Uy Thế cùng 500 người được cùng chấp tay vâng lời chỉ giáo và lắng nghe. Lúc đó Phật dạy rằng: Này các trưởng giả, Bồ Tát đại sĩ muốn phát hạnh ứng với vô thượng chánh đẳng tối chánh giác thì tâm phải hướng đến chúng sanh, trải lòng từ bi rộng khắp vô cùng, sẽ đang tu tập chánh niệm, kiên trì không bỏ, tinh tấn tu học không quên thì liền thích ứng với đạo vô thượng chánh giác. Lại nữa, này các trưởng giả, nó có chúng sanh thọ thân khẩu ý xấu xí, vì họ làm những việc tội lỗi nên sau khi mạng chung đọa vào địa ngục. Này các trưởng giả, trời đất hội tụ tạo ra các khổ, nên phải luôn đem lòng đại từ đại bi hướng đến các loài chúng sanh trong lưới tà kiến, luôn học tập hành chuyên tinh như vậy. Thân không tham đắm y phục ăn uống, đối với các loại dưỡng ý cũng không tham, để các thứ trân báu và sự ăn vui mỗi tí hết cho họ. Để đến chúng sinh kia mà cẩn thận thực hành để đủ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Như vậy, này trưởng giả, Bồ Tát đại sĩ có phát tâm vô thượng đạo chánh chân thì phải tu tập quán pháp quán, ta phải thực hành. Lúc đó Uy Thế và các trưởng giả thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nên tu pháp quán ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý. Thế nào là Bồ Tát đại sĩ quán pháp thân hành? Lúc đó Thế Tôn bảo Uy Thế và các trưởng giả rằng: Như vậy, đại trưởng giả, Bồ Tát đại sĩ có 42 việc dùng để quán thân, làm pháp quán này xong để bỏ được các vọng tưởng trói buộc thân tâm và ý thức, các vọng tưởng trói buộc về tham thân và mạng sống, sự tán loạn và lỗi lầm của chúng ta liền được tiêu trừ. Lúc đó Uy Thế cùng các trưởng giả vâng lời lắng nghe. Phật dạy Bồ Tát đại sĩ quán thân này vốn là ô uế bất tịnh, quán thân là nôi hôi hám, toàn chỗ đồ hư thối. Quán thân này mong manh, sẽ bị hư hoại. Quán thân này không bền cứng, cuối cùng rồi sẽ tan rã.
quán thân như huyễn như hóa, quán thân chính lỗ thường chảy đáng chán ghét, quán thân chứa đầy lửa dâm dục thường cháy, quán thân bị lửa độc sân hận thiêu đốt, quán thân chứa độc ngu si tâm tối, quán thân bị lưới ân ái trói buộc, quán thân như bị các cái bệnh nhọt đoan vây, quán thân có thể mắc 404 bệnh, quán thân là ngôi nhà nhớ uế chứa các loài trùng, quán thân vô thường cuối cùng sẽ trở về với bụi đất. Quán thân ngu dốt, không thông suốt thể tánh các pháp. Quán thân nguy hiểm, không lâu sẽ bị hư hoại. Quán thân này không ít lợi, thường ôm nhiều sầu não. Quán thân không bền, già đến khổ cực. Quán thân không chỗ cậy nhờ, trai xuất toàn sự hư ngụy dối trá. Quán thân khó đủ, thọ nhận thêm không chán. Quán thân như hang ổ, thọ nhận các sắc ái. Quán thân tham mê say đắm năm món dục lạc. Quán thân ý mê muội vui tối, lo nghĩ chuyện vui chơi. Quán thân vào các loài sanh tử sai khác không dừng nghỉ. Quán thân tâm tức lo nghĩ đến những tư tưởng thấp hèn. Quán thân không đồng bạn, cung phụng hết mực rốt cuộc cũng xa lìa. Quán thân các loài lan sói tranh nhau nhai nuốt. Quán thân là cơ quan lưu chuyển vô số. Quán thân là nơi cất chứa phụ thuộc vào sự ăn uống. Quán thân không thể nhìn nổi cảnh tràn đầy máu mủ xú uế. Quán thân là pháp vô thường đi đến hủy diệt. Quán thân như thù địch, thường nhiều oán hại. Quán thân thường nung nấu cất chứa lo sầu phiền não oán kết. Quán thân là nơi năm uẩn tụ hội tai ương phiền lụy. Quán thân là đồ đựng khổ đau sanh tử thống thiết. Quán thân vô ngã do các nghiệp duyên tụ hội. Quán thân không có nam nữ tụ hội rồi tan rã. Quán thân là rỗng không, cái căn lãnh tỏ các tình. Quán thân không tật, giống như huyễn hóa. Quán thân hư dối, giả hiện như giấc chiêm bao. Quán thân mê hoặc giống như ngựa đồng trống. Quán thân khi dối, giống như hình bóng tiếng vang. Này các trưởng giả, đó là 42 pháp hành quán thân của Bồ Tát Đại Sĩ. Người quán như vậy thì không tham tiếc thân, do đây tâm, thần, ý thức không sanh diệt. Bồ Tát quán như vậy rồi, nó có tham đắm thân mạng, nó có yêu mến cái ta của nghi ngờ sằng bậy, điên đảo lầm lẫn, hay muốn dục lạc, chấp có thường đều trôi diệt hết. Một lòng phân giữ, không tiếc tuổi, tác thọ mạng. Bồ Tát như vậy thì mau đủ lục độ ba la mật. Này các trưởng giả, Bồ Tát Đại Sĩ do đủ sáu đức nên chuyển biến hóa rộng khắp, mau được vô thượng tối chánh giác. Lúc đó Thế Tôn trùng tuyên lại pháp quán hành. Pháp hành quán thân mà tán tụng rằng, được làm thân người rất khó, không dùng thân làm việc ác, chết vứt bỏ đôi mồ mả, thối rửa hoặc khổ sói ăn. Ta thường ngu dối mê hoặc, chuyên khởi niệm tham sắc dục, thân này thì lại không cầu, đêm ngày thọ đủ các khổ, do các khổ sanh phiền não. Thân chứa đầy nhọt bất tịnh, thường đói khát khổ vô cùng. Phàm người trí sao tham mạng, luôn thọ thân trọn không chán, cố nuôi dưỡng rất chu đáo, do thấy sắc phạm các tội, vì duyên kia tọ ngục khổ. Thân không thể như kim cương, vậy nên không tạo nghiệp ác, tuy sống lâu rồi cũng chết, đến lúc đó mới niệm Phật. Như nuôi dưỡng thân dài lâu, cùng đồ hương hoa ngon ngọt, vì không thường nên đói khát, tuy gắng sức đáng ích gì. Qua kiếp số nhân gặp lại Phật Thế Tôn ở nơi đời, thường tính tâm không phạm tội, hoặc thọ khổ trong ba đường, sống lâu đến ức ngàn năm, tự siêng năng như cứu lửa, huống là người thọ trăm năm, thân buông lung tạo khổ ngục. Nếu có niệm tưởng về ta, được thân người là rất khó, ý buông theo năm dục lạc, tự vui thú nào biết sâu. Dục lạc ấy không bền lâu, không còn xa khổ độc đến, phải mau lìa các sân tham, mới có thể gặp phước lộc. Tài phi tài như giấc mộng, do đây cưỡng đoạt chúng sanh, lúc có một liền hết sạch, bậc minh trí không tiếc tiền, sắc như huyễn hóa mê hoặc, hơi gió hiện thảm hoa tươi, ai tham tài thì dối mình,
ngu mê muội đọa điên đảo, đem các khổ đổi phước tài, vì thân nên nghĩ và tưởng tài phi tài của năm nhà, người có trí sao mê tài, ngu lầm theo vợ với con, cậy thế vua đạt của tiền. Như đây nếu rõ vô thường, ý trọn không thích tài lợi, ân ái hợp đến khổ não, nhà địa ngục cũng không tham, cha mẹ của thân vợ con đều bỏ lại đi một mình, có thương tiếc không tự biết, chỉ sợ của mất theo mình, ngu đem sức cầu của cải, bậc trí lo tin không tham, kêu lẫn không thể tin theo, thấp hèn đến như trẻ tớ, ngoài đuốc tham trong suốt nịnh, chỗ thánh hiền không ngợi khen. Đàm đạo chi chép ngâm tụng, ghi chép ngâm tụng để cảm hóa các dâm nữ, ý thô bạo tánh xấu xa, người kêu lẫn nhiều tật đố, tánh tham lam không bạn thân, hiện khiêm nhường cưỡng người thân, chỉ vì của chạy theo khổ, người trí nghĩ không tin theo, vì thuận theo tài sản này nên khởi lên tâm độc hại, bỏ trí phải nên quán xét để bỏ thói sang tham, vàng ngọc châu báu trân quý do nơi phước lộc mà được. Vì đây đổi lên tranh tụng, dùng pháp chế ngự ý này thì có thể gặp hùng tôn trên Phật từ thị Như Lai, liền sẽ có đức vàng báu là biết cả nơi sanh đến. Năm dục lạc toàn hư ngụy, ý mê muội khi dối trá, dục như nóng sốt mùa hè, khiến ngựa đồng trống mệt nhọc, mắt tham sắc sẽ hại mình, say dâm khởi mất ý chí, từ tập dục đến điên đảo, khi nào gặp Phật ra đời, trải qua 91 kiếp, để mới có Phật tôn giác, núi Tu Di cháy thiêu hoại, nhờ duyên gì sau được gặp, biển ao hồ khô cạn kiệt, trời đất cháy nước không còn, dục cháy bỏng cũng như vậy, người có trí sao đắm dục, trí sĩ thông minh sáng suốt, nên biết xét soi tịch diệt. Đâu có gì đáng tham vui, hiểu nghĩa này không xa lưới, trước tiên thực hành pháp quán cho liên tiếc dù thay chết, đấm ân ái ý phận đục không thể thoát ngục khổ nàng, tham vợ con cũng ly biệt, gây tạo gì phải tự chịu, chỉ riêng mình đến khổ độc không có ai thay thế được, khổ não nhất trong ba cõi không bằng như vợ với con, trước ân ái cùng lạc thú, sau thành gốc rễ tội lo, đến thọ khổ ba đường ác, sống đời khổ đau bất hạnh. Nếu phải bị các phiền não, vợ và con không ai hay, cha mẹ bà con thân thuộc chớ cùng nhau làm điều ác, không cứu khỏi khổ a tỳ, không gì bằng thân hành ấy. Lính ngục của vua Diêm La không hỏi đến việc cha mẹ, anh em vợ con thân hữu, chỉ có thiện ác của thân để được đến làm thân người, gặp gỡ nhau không nghĩ ác, đoạn diệt hành vi tội lỗi, cả đổi việc ác đã làm, tự phòng hộ sự ô nhiễm, chớ tin làm không báo ứng, nên khen lời pháp vương kia, phân biệt rõ hành thanh tịnh, thân làm gì phải tự chịu, ý buông lung theo phiền não, thân tạo gì liền gặp tai, in hệt như bóng theo hình, lúc đang thọ những thống khổ, cha mẹ thân không thể cứu, cùng thiện hậu không ai hay, nếu người trí không luyến dục, người muốn thoát ngục tù độc cùng các gông của xiềng xích, phải cần nghĩ sẽ bỏ dục, sớm hành pháp thế hùng dạy, ngôi nhà lớn nhiều phiền não, lửa bốc cháy thường nổi lên, bậc trí tuệ sao ăn vui, trong đống lửa nạn khiếp sợ, người tại gia lúc lo lợi, xây dựng cơ nghiệp vợ con, có vạn điều lo toan tính, trí tuệ sao không bỏ nhà. Mười luật dạy rất đáng ưa, không gieo trồng sao gặt hái, kẻ ngu si không chí này, chỉ đắm nhà đọa địa ngục, giữa trời đất kẻ mê mờ, đua nhớ tưởng vợ con ta. Ý ngu dốt cho thường còn, không biết rằng thân huyễn hóa. Lúc Phật Thế Tôn nói pháp này, uy thế và 500 trưởng giả lại được nhu nhuyễn pháp nhẫn. Được nhẫn này xong, thần thông đầy đủ, biết quá khứ, vị lai,
thánh trí rộng lớn, tuệ không quá ngại, thấy biết rõ ràng ý chí của chúng sanh muốn sanh đến chỗ nào, phát khởi quán tâm của tất cả mọi người trong đào sông để nói kệ rằng: hay thay vì lợi lớn hơn hết trong các lợi, có người phát tâm làm cầu Phật và Bồ Tát, vừa thích tâm đại thừa chỉ muốn an chúng sanh. Vì người làm cái cầu, người chỉ vui đại thừa, chúng sanh rất yêu thích mà người ưa ngắm nhìn. Nếu có người phát tâm chỉ cầu Bồ Tát đạo mà phát tâm Bồ Đề, gieo trồng ruộng phước đức, người ưa thích Bồ Tát thì được rõ bát cõi, lớn tâm thánh Bồ Tát, vượt tâm các chúng sanh, đều hoàn bị tất cả, có thể độ chúng sanh. Chúng tôi vui được lợi có thích phát tâm này, gặp Phật hay nhân từ sư tụi tôi chánh giác, để được nghe pháp này, pháp Bồ Tát quán thân, chỉ liền thích đại thừa đạt đến chỗ nhu nhuyễn. Đó Đức Phật liền mỉm cười. Lúc Thế Tôn mỉm cười từ nơi miệng phóng ra ánh sáng năm màu lung linh huy hoàng rực rỡ, một mỗi màu khác nhau, dần đến vô số ánh sáng chiếu khắp các cõi trong mười phương, uy cảnh che khuất tất cả ánh sáng của thất phạm, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng cung điện của trời và ma. Lúc đương Phật mỉm cười vô ánh sáng chiếu khuất cái thứ ánh sáng, trời rồng thần cùng nhân dân 72.000 người thấy Đức Phật với hiện thần thoát ánh sáng lung linh rực rỡ, đều tự biết ánh sáng ấy từ trong thân của Như Lai. Trên pháp tòa, mỗi người bỗng nhiên được nhận vô số tùng lai pháp lạc, vô số người khác đều phát tâm vô thượng đạo chánh chân. Sau đó ánh sáng ấy trở lại nhiễu quanh thân Phật ba vòng, rồi bỗng vào trong đỉnh đầu. Lúc đó hiền giả A Nan bạch Phật rằng: chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời độ tất chúng sanh, đạo giác bao la, rộng lớn trọn không vòng cười. Ngày nay vì nhân duyên gì mà Phật hân hoan tư cười, hay thay Thế Tôn Như Lai ban đức, thương nghĩ đến vô lượng chư thiên và nhân dân. Súc sanh cầm thú các loài bò bay máy động, khiến cho tất cả đều được an ổn, không ai không được độ thoát. Người mong Đức Phật khai mở giải bày ý nghĩa của nụ cười. Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan rằng: ông thấy uy thế của năm trượng giả đó không? Thế vâng, có thấy. Thế Tôn bảo rằng: các trường giả này để gieo trồng của rễ phước đức và phát tâm vô thượng chánh chân ở Phật quá khứ. Như vậy, này A Nan, uy thế cùng 500 trường giả này qua 76 kiếp sau không đọa ba đường khổ, sau đó đều cùng thành Phật trong một kiếp, kiếp đồng đều đồng một tên là Vọng Ảnh, Phật hiệu là Hoa Cát Tạng Vương Như Lai, vô sở thức bình đẳng chánh giác, đà pháp ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mỗi Đức Phật đều độ đến vô lượng. Khi ấy A Nan là bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất phi diệu thay vì chưa từng có. Pháp Yếu Như Lai khen ngợi: đó là pháp thâm áo rộng lớn, kinh này tên là gì, làm thế nào được phụng trì? Vậy A Nan, kinh này tên là Bồ Tát Tu Hành, cũng gọi là kinh Đại Sĩ Uy Thí Sở Vấn Quán Thân Hành. Lại nữa này A Nan, chính pháp quán này mà chư Phật quá khứ, đương lai, hiện tại đến được đạo và hoằng hóa độ sanh, không gì không như pháp này quán này. Nay ta thành Phật có thân tướng tốt đẹp để giáo hóa sanh tử, cũng do nơi pháp này mà khéo đảm đương thọ trì tập tụng khai thị cho tất cả. Phật nói kinh xong, hiện giả A Nan, đại sĩ uy thế và 500 trưởng giả chư thiên long thần cùng nhân dân nghe kinh xong đều hoan hỷ, đứng dậy chắp tay đảnh lễ Phật. Phật nói kinh Bồ Tát Tu Hành.